Chào các bạn, hôm nay cô lại gặp các bạn trong chương trình Kỹ Năng Vào Bếp. Cô hướng dẫn các bạn món xôi hấp lá dứa. Để thực hiện món xôi này chúng ta cần những nguyên liệu sau: lá dứa, nếp, muối, đường, nước cốt dừa, đậu phộng rang, dừa não. Chúng ta cùng bắt tay vào bếp để thực hiện món ăn này. Về phần nếp ha, các bạn nếu như có thời gian các bạn có thể ngâm nếp từ 4 đến 6 tiếng. Nếu không có thời gian các bạn vò sạch và ngâm bằng nước ấm. Trong vòng 30 phút là các bạn có thể hâm xôi được rồi. Về phần là dứa để tạo màu xanh và độ thơm cho xôi thì các bạn phải rửa sạch và cắt ngắn. Bỏ nước đá để mình xay nhuyễn ha, lấy lọc cái nước đặc cô đặc của nó thôi. Đây là sản phẩm ha, cô đã xay sẵn đây rồi. Rồi đến công đoạn là cô sẽ trộn nếp nha, trộn nếp với nước dứa. Khi các bạn trộn màu xanh vô đó, các bạn phải ngâm ít nhất là 30 phút cho màu xanh thấm trong cái nếp. Ở đây là cô áp dụng cho 1 kg nếp là các bạn dùng nửa kg là dứa ha, các bạn xay với 300 ml nước. 1 kg nếp các bạn cho khoảng 20 g muối ha, 20 g muối, 1 thìa canh á. Các bạn trộn cho đều trong hạt nếp của mình. Rồi các bạn ngâm khoảng 30 phút để cho màu xanh là thấm vô. Cô đã ngâm 30 phút rồi ha, các bạn thấy màu xanh đẹp không ạ? Đó, bây giờ cô sẽ vớt ra ráo nước. Rồi bây giờ cô sẽ trộn một ít nước cốt dừa vào trong cái nếp ha, để mình hông cho nó béo, thơm ngon. 200 g nước cốt dừa thôi. Các bạn trộn đều cho cô. Tiếp theo các bạn cho cô khoảng 30 g đường. Ai thích ăn ngọt thì bỏ thêm ha. Rồi các bạn để cho nó thấm trong vòng khoảng 10 phút. Để cho 10 phút ha. Bây giờ nước sôi rồi, cô sẽ cắt một lớp lá dứa lót dưới đáy nồi. Mình đổ xôi vào để mình hấp ha. Từ khi các bạn bỏ nếp vô tới khi chín thành xôi là 25 phút. Sau 25 phút ha, bây giờ xôi cô hấp đã xong rồi. Wow, hấp dẫn không? Bây giờ cô sẽ tắt bếp và cho xôi ra. Hoàn thiện món xôi ha, cô sẽ bỏ dứa não lên trên. Cô đã hoàn thành các bạn xong món xôi hấp lá dứa rất là thơm ngon, màu rất là đẹp nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo của Kỹ Năng Vào Bếp.